Xin chào tất cả mọi người. Thì các bạn biết là mình công việc chính của mình là sửa chữa những thiết bị điện tử như thế này, máy kích điện này. Đấy. Rất là nhiều kích điện, cũng như là mình cũng thiết kế mạch nữa, toàn là cái mạch, những cái mạch công suất hàng khủng luôn. Thì để mà sửa chữa cũng như là có thể đo đạc những cái thông số hoạt động cho mạch ấy, thì một mình cái đồng hồ vạn năng như thế này nó không đủ. Bởi vì cái đồng hồ vạn năng này, như các bạn thấy là cái thang đo dòng của nó chỉ có 10A thôi. Thì để đo dòng tải rồi đo cái dòng điện tiêu thụ của mạch thì chắc chắn là một cái đồng hồ như thế này thì không thể đáp ứng được. Thì để đáp ứng được cái công việc đấy thì chúng ta sẽ cần một cái thiết bị mạnh mẽ hơn. Đây là một chiếc ampere kìm đến từ thương hiệu GVDA. Nó có cái thông số rất là khủng. Nó có thể đo được điện áp AC-DC này đến 600V, dòng điện DC-AC đến 600A, đo điện trở này, tụ điện, tần số, duty, nhiệt độ này, diode, đo thang đo không tiếp xúc này, rất là nhiều chức năng luôn. Đây là bên trong. Nhà sản xuất thì đã rất là tinh ý và cho chúng ta một chiếc bao da khá là đẹp, chắc chắn nhé. Này nó sẽ bảo vệ được cái đồng hồ của chúng ta. Đo xong cho ở đây thì phải đến 10 năm không học. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái dây đo nhiệt độ này. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Dây đo. Dây rất là mềm nhé, dài nữa. Ok. Đây là nhân vật chính của chúng ta này. Nhìn rất là hầm hố. Đầu tiên thì chúng ta cứ tháo thử nó ra xem đã. Xem bên trong nó có cái gì. Cái đồng hồ này thì sử dụng 3 pin AA 1,5V. Wow. Các bạn thấy là linh kiện bên trong thì tất cả là linh kiện dán hết. Chúng ta có một cái relay để chuyển đổi các chế độ. Nó chuyển đổi các chế độ đo bằng cái relay này. Có một cái cáp mỏng để nối lên cái cảm biến hô ở trên này, cộng với lại cái cuộn dây đo dòng AC. Này nó mới công tác này. Cái dây này là chắc là cho bóng đèn, cho cái đèn led ở trên này. Tất cả IC của nó đây. IC xử lý chính này. Con IC này là điều khiển màn hình này. EEPROM cũng như là IC khuếch đại. Đây chúng ta có một con PTC bảo vệ. Hai cái dây điện này là cho cái bóng đèn led nền. Linh kiện rất là đẹp. Pin thì được kết nối qua thông qua hai cái lò xo này. Mình lắp lại và lắp pin và test thử các chức năng của nó. Đây là cái máy cấp nguồn rất là chính xác và mình sẽ cài cái dòng điện ở mức 8A. Sau đó mình sẽ nối hai cái kẹp với nhau thì sẽ có một cái dòng điện 8A đang chạy qua cái dây dẫn này. Bạn thấy là 8A này. Mình đo xem cái đồng hồ nó có hiển thị giá trị chính xác không nhé.
Đây. Đang để thang đo dòng và nó đang báo nó không này. Sau khi mình kẹp vào mình xem nó có giá trị, nó có chính xác không. Đấy. Bạn có thể thấy là cái giá trị nó rất là chính xác nha. Dòng là khoảng 8A này. Đấy. 8A chuẩn nhé. Nó hiện dấu trừ. Muốn hiện không hiện dấu trừ nữa chúng ta đảo ngược dây lại này. Đấy. Nó hiển thị giá trị là dương rồi nhé. 8A. Như vậy chức năng đo dòng là ok nhé. Đo dòng rất là chuẩn nhé. Đấy, thấy chưa? Đo dòng rất là chuẩn. Đo dòng DC nhé. Muốn đo chuyển sang đo dòng AC thì chúng ta sẽ nhấn cái phím select này này. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang AC. Nhưng mà AC thì nó đang có dòng điện DC nên là khi mà chúng ta đo AC thì nó sẽ không hiển thị giá trị dòng nhé. DC 8A. Chức năng đo dòng ok nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải kết nối cái dây đo này với máy này. Bật nguồn. Bật nguồn thì nó sẽ hiệu chỉnh này. Sau đó là nó sẽ vào cái chế độ auto. Đấy. Ở cái chế độ auto thì nó sẽ tự động nhận biết nhé. Ví dụ như là mình sẽ đo cái cục ắc quy này. Các bạn thấy nó ra là 12V. Đấy. Đây là cái ổ cắm 220. Nó ra điện áp 202V và cái tần số là 50Hz. Nó đo cả điện áp và tần số luôn nhé. Rồi mình có thể dùng để thang đo điện trở này. Điện trở là 2K15 này. 2,15 kΩ này. Ngoài ra thì khi mà chúng ta chập cái đo với nhau thì nó sẽ là đo thông mạch này. Đấy. Nó sẽ tự động nó chọn cái thang đo. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bấm cái nút function này để chúng ta chọn từng chế độ đo một. Ví dụ như là đo dòng điện này. Chúng ta có thể select tiếp này để chuyển sang thang đo AC. Đo dòng AC này. Volt thì cũng tương tự như thế. Đo điện trở này, đo thông mạch này, đo diode này. Đó, thì ở cái thang đo diode mình có chuẩn bị sẵn một ít diode ở đây. Mình sẽ check thử nhé. Ok. APF của diode là 0,56V. Đấy. Thử một diode khác nhé. Con này cũng có áp rơi tương tự như vậy. Đấy. Tiếp theo nhé, mình sẽ thử đo tụ điện nhé. Mình có một cái tụ điện này là tụ 100mA 450V. Đo tụ nó sẽ hơi lâu một chút. Tụ 100 thì nó sẽ đo được khoảng gần 96mA này. Đây là cái tụ điện 25V 1000mA. Đo được 980 chưa được 1000. Rồi đến thang đo nhiệt độ này. Đo nhiệt độ thì chúng ta sẽ phải bỏ cái que đo này ra. Và chúng ta sẽ kết nối với một cái dây cảm biến nhiệt. Cảm biến này nó là cảm biến cặp nhiệt điện nhé. Các bạn thấy là nó sẽ đo cái nhiệt độ của môi trường này là 30 và cái độ ép là 86 nhé. Khi mình đốt nóng cái cảm biến này lên thì cái nhiệt độ nó sẽ tăng dần này. Okay. Nhiệt độ ngọn lửa có thể đến hơn 700 độ. Đấy, rất là nóng. Thang đo nhiệt độ nó hoạt động rất là chính xác nhé. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái thang đo không tiếp xúc của nó. Đây, rất là tiện lợi. Gần vào dây điện này, ra ngoài để báo L này. Càng gần dây điện thì nó sẽ kêu càng cao càng nhanh hơn. Đấy.
rất là tiện nhé. Chúng ta dùng nó thay cho một cái bút điện. Ngoài ra thì ở bên cạnh của nó sẽ có một nút chữ H này, để chúng ta ví dụ như là khi chúng ta kẹp dòng ở một cái vị trí khó ấy, chúng ta sẽ ấn nút giữ để nó lưu khóa cái giá trị vào, và chúng ta sẽ nhấc ra và chúng ta sẽ đọc được cái giá trị đấy. Ngoài ra thì nó cũng có một cái đèn LED siêu sáng ở trên đầu này nữa, khá là sáng luôn. Tắt nguồn này. Đấy. Và đây là cái tổng quan về chiếc Ampe kìm GD166B. Một chiếc Ampe kìm mà giá khá là rẻ mà lại có rất là nhiều chức năng, cũng như là các phép đo của nó thì cũng rất là chính xác. Các anh em mà làm điện thì cũng lên kiếm một cái để chúng ta có thể phục vụ cho cái công việc sửa chữa của chúng ta.